M lớn là giá trị lớn nhất, M nhỏ là giá trị nhỏ nhất cho hàm số Y là hàm số lượng giác. Tìm M cộng M nhỏ, M lớn cộng M nhỏ. Thì ở đây nhân vô, thứ nhất nhân vô cung, ok chưa? XX quá là được rồi. Tới hằng xiên, hằng xiên với hằng cos thì mình phải nhớ đến kiến thức đó là A gì? A xiên X cộng B nhân cos X bằng C. Thì nhớ cái dạng này thì phải chia cho gì? Căn A bình cộng B bình. Được chưa? Thứ xác định giúp lại A nè, B nè. Bây giờ muốn lấy dấu trừ luôn hay là không lấy dấu trừ? Để biết, lấy dấu trừ luôn nha. Vậy là đây trừ 1 nè, B nè. Đốt chưa? Vậy mình tính căn đi của A đi là 2 cộng căn 3 tất cả bình cộng cho trừ 1 tất cả bình. Chốt chưa? Đúng công thức chưa? Rồi tính nhẩm đi. Đây ra bao nhiêu? Đây là 4, 4 với 3 là 7. 7 cộng 4 căn 3 rồi trừ cho cộng cho 1. Tự tính nhẩm nha, bằng căn 8 cộng 4 căn căn 3. Ổn luôn chưa? Chốt chưa? Rồi tiếp tục hành trình. Vậy mình bước tiếp theo mình phải chia cho gì? Chia cho căn A bình cộng B bình. Vậy lấy thằng này viết lại cái đề. Y bằng 2 cộng căn 3 xiên x trừ cho 1 có x. Chia hai vế cho thằng này. Coi đúng chưa ta? Đây 4 nè, đây 3 là 9, 7 nè. 7 giữa là 4, 4, 10, 4 đúng rồi. Cộng 1 nữa là 8 đúng rồi. Rồi chia hai vế cho thằng này. Thì là y chia cho căn 8 cộng 4 căn 3 bằng 2 cộng căn 3 phần căn 8 cộng 4 căn 3 xiên x trừ cho 1 phần căn 8 cộng 4 căn căn 3 có x. Sau đó mình phải nhớ dạng đặt cái này có phải muốn chuyển qua xiên hay có. Muốn chuyển qua hàm xiên hay hàm cos để biết. Thầy giờ nào không được hết rồi. Làm nào không được hết. Đạt. Xiên hay cos? Cos ha, xiên ha. Xiên đi thì này đặt là cos. Cos alpha bằng 2 cộng căn 3 chia cho căn 8 cộng 4 căn 3. Vậy là thằng này sẽ xiên. Thằng này đặt cos rồi, thằng này sẽ chắc chắn đặt xiên. Đó là lý thuyết của lớp 11 đó, là trừ 1 phần căn 8 cộng 4 căn căn 3. Được chưa? Rồi ráp vô, thế vô diệt ngay chỗ này nha. Căn 8 cộng 4 căn 3 bằng, đây đặt là cos đúng không? Cos alpha nhân sin alpha cộng, nãy có đặt dấu trừ không đặt? Có. Lỡ. Tiếp tục xiên, đây có phải là xiên alpha không? Xiên alpha nhân cos x. Rồi xiên, đây xiên x nha. Cos nhân xiên cộng xiên nhân cos ra, ra xiên a cộng b là alpha cộng cộng x y phần căn 8 cộng 4 căn 3. Kịp chưa? Rồi chuyển thằng này qua lại lại chút lại chỉ làm lẹ. Rồi nhìn vô, có đúng một hàm lượng giác đúng không? Thì mình biết rằng hàm xiên của mình luôn luôn như thế nào? Luôn luôn nhỏ bằng, lớn bằng? Trừ 1. Trừ 1. Thấy này nhân thêm này không? Vậy nhân cho 3 vế cho thằng này. Thì có phải là trừ căn 8 cộng 4 căn 3. Này nhân cho thêm này nữa có phải y không? Nhỏ bằng, lấy này nhân thêm này nữa. Căn 8 cộng 4 căn căn 3. Y lớn bằng là gì? Lớn bằng, y lớn hơn bằng là ngược đó. Miên. Đây là mờ nhỏ. Tiếp, y nhỏ hơn bằng là gì? Là mát đó. Là mờ lớn đó. Lấy hai này cộng lại. Đúng không? Đề bài kêu hai này cộng lại ra nhiêu? Không, không có kết quả luôn. Ủa, nó là không đúng không?
À, hai này quên, xin lỗi, hai này cộng lại ra không, xin lỗi, không thấy, quên dấu trừ, cộng lại ra, ra không, kịp chưa, đó là cách chậm nè.